Ủy ban điều tra Nga xác nhận ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nằm trong số những người thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay cách đây 4 ngày. Kênh NBC dẫn thông báo của Ủy ban điều tra Nga ngày 27 tháng 8 cho biết kết quả phân tích ADN đã xác định được danh tính của tất cả 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Tver của Nga. Danh tính các nạn nhân trùng khớp với danh sách những người có mặt trên chuyến bay gặp nạn hôm 23 tháng 8. Cục Hàng không Dân dụng Nga Rosaviatsia trước đó công bố danh sách 10 người thiệt mạng trên chiếc máy bay Embraer Legacy 600 bay từ thủ đô Moscow tới thành phố Saint Petersburg. Danh sách mà Rosaviatsia xác nhận còn có tên một số lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn Wagner như ông Dmitry Utkin, người được xem như cánh tay phải của trùm Yevgeny Prigozhin. Ngoài ra, danh sách này còn có ông Valery Chegalov, người phụ trách hậu cần của tập đoàn quân sự tư nhân Nga. Ủy ban điều tra Nga cho hay, chiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty kinh doanh vận tải MNT Aero và chuyến bay được thực hiện theo giấy phép sử dụng không phận cấp đúng quy trình. Nhà chức trách Nga đang mở cuộc điều tra hình sự, xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng các nhân vật chủ chốt của tập đoàn Wagner xảy ra khoảng 2 tháng sau khi ông trùm Yevgeny Prigozhin thực hiện cuộc nổi loạn bất thành. Trong bối cảnh đó, Điện Kremlin đã phủ nhận đứng đằng sau vụ việc và cho rằng đó là những suy đoán vô căn cứ.